Cái chết của cựu Thủ tướng Lý Khắc Cường, người bị ông Tập Cận Bình gạt sang bên lề, đã tạo ra một thời điểm nhạy cảm cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hàng trăm người đưa tang đã đổ về ngôi nhà thời thơ ấu của ông Lý Khắc Cường để bày tỏ lòng thành kính đối với một chính trị gia, chủ trương cải cách mà nhiều người xem là thủ tướng của nhân dân, tạo ra một thách thức chính trị tiềm ẩn đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Sự đau xót trước cái chết của ông Lý, người đột ngột qua đời vào tuần trước ở tuổi 68, đã xuất hiện ở nhiều thành phố và trên khắp mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người so sánh phong cách tương đối giản dị của cố thủ tướng với phong cách của những đồng nghiệp xa cách hơn của ông. Các nhà phân tích nhận định nỗi tiếc thương bộc phát của công chúng đối với sự ra đi của ông Lý Khắc Cường, người phần lớn đã bị ông Tập Cận Bình gạt ra bên lề khi còn đương chức, đặt ra một tình huống nhạy cảm đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong lúc đảng này phải đối mặt với tốc độ phục hồi kinh tế chậm chạp và căng thẳng địa chính trị. Chúng tôi có rất nhiều nhà lãnh đạo tham nhũng, nhưng ông ấy không phải là một trong số họ, trích lời một phụ nữ học cùng trường với ông Lý và đã tham gia vào đám đông đưa tiễn ông được giám sát bởi lính canh. Bà cũng đặt hoa tại ngôi nhà nơi ông Lý đã trải qua một phần tuổi thơ của mình ở Hợp Phì, tỉnh An Huy. Ông ấy quan tâm đến những người nghèo nhất trong xã hội, bà nói thêm trong lúc lau nước mắt. Là một nhà kinh tế được đào tạo bài bản, người đứng đầu chính phủ của ông Tập suốt một thập niên, từ năm 2013 đến năm 2023, trước khi ông bị thay thế vào tháng 3, ông Lý Khắc Cường từng được xem là một ứng viên cho ghế chủ tịch nước. Trong nhiệm kỳ thủ tướng, là nhân vật số 2 của Trung Quốc, ông Lý đã ủng hộ các chương trình cải cách theo định hướng thị trường và các chương trình chống đói nghèo. Nhưng ông đã dần bị gạt sang bên lề dưới sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc kể từ thời Mao Trạch Đông. Cái chết của một lãnh đạo cấp cao thường là thời điểm nhạy cảm đối với Đảng Cộng sản, vì Đảng phải cân bằng việc bày tỏ lòng thương tiếc cố quan chức và xác định di sản của người ấy đối với Đảng, với việc ngăn chặn dịp này trở thành tâm điểm cho các cuộc biểu tình hoặc cơ hội để đưa ra những so sánh bất lợi cho ban lãnh đạo hiện tại. Đôi khi người ta có thể khen ngợi con đường không được chọn bằng cách đưa ra nhận xét về con đường đã được chọn. Quân Ti Sung, nghiên cứu viên thuộc Trung tâm Trung Quốc Toàn cầu của Hội đồng Đại Tây Dương, nói, đối với một số người, ông Lý Khắc Cường đại diện cho một thái độ tương đối tự do đối với các quan hệ giữa nhà nước và xã hội, và ông cũng ủng hộ việc tạo ra nhiều không gian hơn cho các lực lượng xã hội và thị trường. Ông Tập từng phải đối mặt với tình huống tương tự vào tháng 11, khi cựu chủ tịch Giang Trạch Dân, nhà lãnh đạo Trung Quốc ở thời kỳ tăng trưởng cao và tương đối mở cửa kinh tế, qua đời ở tuổi 96. Cái chết của ông Giang trùng hợp với sự bùng nổ của phong trào biểu tình giấy trắng tại các thành phố lớn trên khắp đất nước, nhằm chống lại lệnh phong tỏa nghiêm ngặt Zero Covid của ông Tập, khi những người biểu tình dương cao những tờ giấy trắng để ám chỉ đến sự kiểm duyệt và không khoan nhượng trước những lời chỉ trích đối với công tác kiểm soát đại dịch. Ngay sau đó, ông Tập đã hủy bỏ chính sách này. Tại nơi ở cũ của Lý Khắc Cường ở Hợp Phì, một phụ nữ lớn tuổi giận dữ tuyên bố rằng chính quyền tỉnh và thành phố nên làm nhiều hơn để tưởng nhớ sự ra đi của nhà lãnh đạo cấp cao. Bắc Kinh vẫn chưa công bố kế hoạch tổ chức tang lễ cấp nhà nước cho ông Lý, dù sau khi ông Giang qua đời, đảng đã thành lập một ban quốc tang do ông Tập làm chủ tịch và tổ chức lễ tưởng niệm hoành tráng tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Những người ngoài cuộc thì chần chừ không dám thảo luận về chính phủ hiện tại. Chúng tôi không thể nói nhiều vì tình hình chung ở đây. Tất cả những gì chúng tôi có thể nói là mọi người yêu mến Thủ tướng Lý, người phụ nữ lớn tuổi nói. Tại làng Cửu Tử, cách Hợp Phì và nhà tổ của Lý Khắc Cường 1 giờ rưỡi đi xe, hàng trăm người đã đến đặt hoa trước một căn nhà tranh đơn sơ. Nhiều người thậm chí đã lái xe từ các tỉnh xa xôi đến để tưởng niệm một quan chức mà họ mô tả là Thủ tướng của nhân dân. Bó hoa do một công ty xây dựng gần Hợp Phì gửi tặng đã trích dẫn một câu mà ông Lý từng nói vào đầu năm ngoái trong đại dịch coronavirus, để cố gắng trấn an các nhà đầu tư rằng Trung Quốc sẽ không đóng cửa với thế giới bên ngoài. Sông Dương Tử và sông Hoàng Hà sẽ không chảy ngược dòng. Cánh cửa mở của Trung Quốc chắc chắn sẽ không đóng lại. Bó hoa kết lại bằng câu, Thủ tướng đáng kính của nhân dân, xin hãy yên nghỉ. Ông Lý Khắc Cường cảnh báo, trời xanh nhìn thấu chuyện trần gian. Những di sản của ông Lý Khắc Cường. Năm 2012, khi cùng với các lãnh đạo thế hệ thứ 5, bước vào đại lễ đường tổ chức đại hội đảng lần thứ 18, cố Thủ tướng Lý Khắc Cường thừa hưởng một di sản không mấy dễ chịu. Gói kích thích kinh tế khổng lồ 588 tỷ đô la Mỹ nhằm thúc đẩy nền kinh tế, vượt qua ảnh hưởng tiêu cực của khủng hoảng tài chính tiền tệ 2008, đã khiến tăng trưởng cung M2 tăng vọt lên
32% năm và duy trì liên tục ở mức bình quân 18,5% trong suốt giai đoạn năm 2008 đến năm 2016. Chỉ sau 4 năm, quy mô tài sản của các ngân hàng Trung Quốc đã tăng gấp đôi. Nhưng đáng sợ hơn cả, hoạt động kích thích kinh tế này đã thổi bùng cơn say vay vốn của các chính quyền địa phương thông qua các kênh huy động vốn chính quyền địa phương và hệ thống ngân hàng bóng mờ. Một chỉ thị chính thức từ chính phủ tiền nhiệm còn khuyến khích thành lập và hỗ trợ hoạt động cho các shadow banking để khai thác tiền nhàn rỗi từ trong dân nhằm có thêm vốn để tài trợ cho cơn sốt đầu tư. Điều nguy hiểm nhất là dòng vốn rẻ và dễ dãi này chảy thẳng phần lớn vào khu vực doanh nghiệp nhà nước thông qua các quan hệ mật thiết với chính sách tái thiết kinh tế hậu khủng hoảng tài chính. Tổng quy mô nợ của nền kinh tế Trung Quốc gồm nợ của chính phủ, nợ của chính quyền địa phương, của doanh nghiệp phi tài chính, của hộ gia đình đã tăng gần 100%, chỉ sau 5 năm xảy ra khủng hoảng từ 141,3% GDP năm 2008 lên 260% GDP năm 2016. Trong đó riêng nợ của chính quyền địa phương là khoảng 60% GDP. Từ năm 2004 đến 2014, tỷ lệ nợ của doanh nghiệp Trung Quốc đã tăng từ 107% GDP lên 160% GDP. Quy mô của shadow banking là 60% GDP. Các dự án cơ sở hạ tầng tốn kém đã vực dậy tăng trưởng, nhưng đi kèm với kém hiệu quả kinh tế và tỷ lệ đòn bẩy tăng vọt ở khu vực nhà nước. Đây là một di sản thực sự không dễ chịu nếu bỏ qua những con số hào nhoáng về vị trí thứ hai của nền kinh tế Trung Quốc trên toàn cầu, hay cường quốc hàng đầu về xuất khẩu và cường quốc số 1 về thương mại. Chính vì những gánh nặng này, cố Thủ tướng Lý Khắc Cường đã khởi động một chương trình kinh tế mới với ba trọng tâm nhằm xử lý các vấn đề của lãnh đạo tiền nhiệm. Một là ông không khuyến khích đưa ra các gói kích thích kinh tế nhằm cắt cơn nghiện vốn rẻ và đầu tư tràn lan. Hai là ông khởi động chương trình giảm nợ còn gọi là giảm đòn bẩy. Ba là cải cách cơ cấu kinh tế Trung Quốc theo hướng ưu tiên hơn nữa cơ chế thị trường và cởi mở hơn với khu vực kinh tế tư nhân. Bộ ba này được đặt tên là Likeonomics. Là một lãnh đạo am hiểu địa phương và các bộ ngành, ông Lý Khắc Cường dường như hiểu rõ một điểm yếu trong hoạch định chính sách kinh tế của Trung Quốc là không có số liệu thật, hoặc vấn nạn báo cáo không số liệu để lấy thành tích. Một nghiên cứu của Mỹ cho thấy số liệu GDP địa phương Trung Quốc có thể đã bị làm giả tới 40%. Vì lẽ đó, để quan sát nền kinh tế thực sự đang như thế nào, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã đưa ra ba chỉ tiêu quan sát mà theo ông là khó có thể làm giả, chúng được gọi là chỉ số Lý Khắc Cường. Bao gồm sản lượng điện tiêu thụ, lượng vận tải hàng hóa đường sắt và các khoản vay được ngân hàng giải ngân, cho đến khi bị bài báo của một nhân vật có thẩm quyền mà sau này vỡ lẽ là Phó Thủ tướng Lưu Hạc phê bình trên Nhân dân Nhật Báo vào năm 2016, Likeonomics và chỉ số Lý Khắc Cường vẫn vận hành trơn tru. Không kích thích quy mô lớn, nền kinh tế Trung Quốc đã có thời gian dài nhất không kích thích kinh tế từ 2012 đến 2015. Trong giai đoạn đầu của nhiệm kỳ năm 2012 đến năm 2017, Trung Quốc đã mạnh dạn tiến hành nhiều cải cách, ưu tiên lành mạnh hóa nền kinh tế và nâng cao chất lượng tăng trưởng, chấp nhận tăng trưởng chậm lại. Bơ đã nhiều lần trì hoãn không hạ lãi suất, cũng như tỷ lệ dự trữ bắt buộc của hệ thống ngân hàng thương mại để hối thúc các chủ thể kinh tế phải nâng cao hiệu quả. Điều này tạo sức ép lớn lên tăng trưởng kinh tế. Nhưng sau đó, chính sách tiền tệ đã nhanh chóng chuyển sang nới lỏng từ đầu năm 2015 với 4 lần hạ lãi suất và 2 lần hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc trong cả năm. Đó để đảm bảo đạt mục tiêu tăng trưởng mà chính phủ đề ra. Cải cách thị trường hóa, nội dung của Hội nghị Trung ương 3 khóa 18 tháng 3 năm 2013. Với 60 điều luật và 336 biện pháp cụ thể, nghị quyết của hội nghị đã truyền tải cam kết của Bộ Chính trị Trung Quốc nhấn mạnh để thị trường đóng vai trò mang tính quyết định trong việc phân bổ nguồn lực của nền kinh tế quốc gia. Và lần đầu tiên, khu vực tư nhân được nâng cao vị thế, lên ngang hàng với các doanh nghiệp nhà nước. Việc để thị trường đóng vai trò mang tính quyết định là một diễn ngôn quá mạnh mẽ của Trung Quốc. Với cải cách kinh tế nếu tính từ thời điểm Tổng Bí thư Giang Trạch Dân cho phép tư nhân gia nhập đảng. Bên cạnh đó, 336 biện pháp cải cách kinh tế đã được liệt kê để thực hiện. Các chính sách nhằm thực hiện mục tiêu tổng quát, cải cách theo hướng thị trường hóa giai đoạn này chủ yếu gồm: một là điều tiết vĩ mô, tăng cường vai trò của kinh tế tư nhân, giảm dần can thiệp hành chính. Hai là trên thị trường vốn tự do hóa lãi suất. Các chính sách nhằm thực hiện mục tiêu chuyển đổi phương thức phát triển gồm có: một là chính sách tài khóa tích cực và cải cách thuế, phối hợp với các quyết sách quan trọng được đề ra từ Đại hội 18 đến nay,
chính sách tài khóa năm nay hướng đến 3 mục tiêu vĩ mô quan trọng: duy trì đầu tư ở mức hợp lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính công, và kiểm soát rủi ro gia tăng. Với việc tỷ lệ đầu tư GDP giai đoạn năm 2009 đến năm 2012 tăng lên mức xấp xỉ 50%, trong khi tiêu dùng GDP xoay quanh ngưỡng 35-40%, thì chính sách tài khóa sẽ góp phần quan trọng trong việc chuyển đổi phương thức tăng trưởng kinh tế vốn có của Trung Quốc. Nhưng những nội dung cải cách mà hội nghị lần này cũng bị phê phán không phải là một chiến lược cải cách mới. Các mâu thuẫn bên trong từng lĩnh vực cải cách rõ nét, không có thứ tự ưu tiên cho các cải cách chính. Rất nhiều nội dung quan trọng không được bàn thảo kỹ lưỡng trước khi được đưa vào nghị quyết của hội nghị. Cải cách cơ cấu kinh tế. Về chính sách kinh tế vĩ mô, Đại hội 18 đã xác định một số chuyển biến mà tập thể lãnh đạo mới cần thực hiện được nhằm đưa Trung Quốc tránh khỏi khủng hoảng. Những chuyển biến này tập trung vào hai lĩnh vực trọng yếu: tăng cường cải cách theo hướng thị trường hóa, thay đổi phương thức phát triển. Trong lĩnh vực cải cách thị trường hóa, hai nội dung quan trọng là tăng cường vai trò của kinh tế tư nhân, giảm dần can thiệp hành chính và lần đầu tiên không nhắc đến cụm từ coi kinh tế công hữu là chế độ kinh tế cơ bản. Nội dung thứ hai là cải cách lĩnh vực tài chính tiền tệ với sự phát triển của các tổ chức kinh tế tư nhân. Trong lĩnh vực thay đổi phương thức phát triển, tư duy then chốt, nổi bật nhất là cần đưa tăng trưởng kinh tế Trung Quốc theo khung khổ cỗ xe song mã đầu tư hợp lý và tăng cường tiêu dùng trong nước, chuyển từ công thức 10+2 sang 8+4. Tức là tăng trưởng 10%, lạm phát 2% và tăng trưởng 8%, lạm phát 4%. Rõ ràng hai chuyển biến quan trọng nêu trên xuất phát từ thực tế tăng trưởng liên tục của Trung Quốc trong thời gian hơn 30 năm qua. Mặc dù tăng trưởng với tốc độ hơn 9% năm và trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, nhưng quá trình phát triển mất cân bằng đã để lại nhiều tác động và di sản mà chính phủ mới sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhằm giải quyết. Đó là tình trạng tăng trưởng cao nhưng bất bình đẳng vùng miền, chênh lệch thu nhập gia tăng. Đó là tình trạng tăng trưởng nhanh nhưng môi trường bị phá hủy. Đó là tình trạng tăng trưởng dựa vào xuất khẩu, tích lũy và đầu tư mà hy sinh tiêu dùng. Đó là tình trạng nhị nguyên về kết cấu xã hội. Đó là tình trạng rủi ro tài chính gia tăng từ các khoản nợ của địa phương, từ việc chạy theo lợi nhuận và mở rộng quy mô tín dụng vào các lĩnh vực phi sản xuất. Đó là các bong bóng trên thị trường tài sản. Để có thể phát triển tiếp tục, rõ ràng Trung Quốc đã lựa chọn một giai đoạn tăng trưởng chậm hơn, phân chia nhiều hơn cho người dân và doanh nghiệp tư nhân, nhưng cũng là giai đoạn phát triển cân bằng và ổn định hơn. Từ khóa của toàn bộ quá trình này là điều chỉnh kết cấu tái cơ cấu kinh tế. Những thay đổi lớn, sự gặp gỡ lớn nhất giữa Lưu Hạc và Lý Khắc Cường có lẽ là quyết tâm trong việc giảm đòn bẩy. Lưu Hạc, người thiết kế và đặt nền móng cho các cải cách phía cung, supply side reform, cũng nhất trí rằng khủng hoảng tài chính bắt nguồn từ gánh nặng nợ nần sẽ nhấn chìm kinh tế Trung Quốc. Vì vậy, từ năm 2017, Trung Quốc đã nhấn mạnh an ninh tài chính để phòng ngừa bất kỳ cuộc khủng hoảng nào. Đến năm 2018, tại Hội nghị Kinh tế Trung ương, ông Tập Cận Bình đã đề ra 3 mặt trận kinh tế, mà đứng đầu là mặt trận ổn định tài chính tiền tệ. Trên thực tế, từ năm 2016, Trung Quốc đã khởi động một chiến dịch dọn dẹp xe đầu banking với hệ quả còn nối dài đến hiện nay. Nhưng ngoài sự gặp gỡ này, các trọng tâm khác của Lycanomics đã lần lượt bị bỏ qua hoặc đảo ngược. Trong đó, sự đảo ngược lớn nhất là 10 chính sách đảo ngược nền kinh tế cải cách theo hướng thị trường hóa, bao gồm sự hồi sinh của chính sách công nghiệp ở quy mô lớn, sự hồi sinh của học thuyết về sự tự cường quốc gia, đại diện của bên đảng trong việc quản lý các công ty tư nhân, bao gồm cả trong các chính sách tuyển dụng của họ, sự đồng lựa chọn của các công ty tư nhân vào chiến lược chung của đảng, cái gọi là mô hình kinh tế hỗn hợp, là ngôn ngữ cho các thỏa thuận hỗn hợp giữa các doanh nghiệp nhà nước và khu vực tư nhân, chấn chỉnh các công ty công nghệ tư nhân theo tiêu chuẩn của các chính sách cạnh tranh quốc gia, một cuộc chấn chỉnh riêng biệt chống lại những gì ông Tập mô tả là nền kinh tế hư cấu, tức là tài sản, trái ngược với nền kinh tế thực, tức là sản xuất. Việc khởi động chương trình nghị sự thịnh vượng chung được thiết kế để thống trị sự thái quá của tầng lớp tỷ phú và bắt đầu xoay chuyển tình trạng bất bình đẳng thu nhập đang gia tăng của Trung Quốc. Chủ nghĩa trọng thương mới trong mô hình nền kinh tế tuần hoàn kép theo đó hướng tới mục tiêu tối đa hóa sự phụ thuộc kinh tế của thế giới vào thị trường Trung Quốc, trong khi giảm thiểu sự phụ thuộc kinh tế của Trung Quốc vào thế giới thông qua khả năng tự cung tự cấp quốc gia. Khái niệm phát triển mới, một khuôn khổ kinh tế mới cho giai đoạn tiếp theo trong quá trình phát triển kinh tế của Trung Quốc. Di sản để ngỏ. Vào những tháng ngày cuối cùng tại vị,
truyền thông công khai và cả truyền thông mạng vẫn lan truyền ba hình ảnh giàu ấn tượng, khắc họa sự khác biệt trong cách tiếp cận của Lý Khắc Cường và Tập Cận Bình. Câu chuyện thứ nhất là việc ông Lý Khắc Cường tuyên bố vẫn có 600 triệu người Trung Quốc sống nghèo đói dưới mức 140 đô la Mỹ một tháng, tức là chuẩn mới 5 đô la Mỹ một ngày của thế giới, thay vì cách mà ông Tập Cận Bình tuyên bố đã xóa sạch đói nghèo theo chuẩn cũ là 2 đô la Mỹ một ngày. Câu chuyện thứ hai là việc sau hội nghị Bắc Đối Hà tháng 8 năm ngoái, ông Lý đã có chuyến công tác ngay lập tức đến phía Nam. Tại đó ông đã nói nhiều về cải cách kinh tế, rằng Hoàng Hà và Dương Tử sẽ không chảy ngược, đoạn ghi hình sau đó đã bị xóa khỏi truyền thông chính thống. Câu chuyện thứ ba là hình ảnh ông chia tay nội các và nhân viên của mình, những hình ảnh chưa bao giờ được truyền thông chính thống đăng tải. Mặc dù một người bạn của tôi nói rằng ông Lý Khắc Cường không có di sản gì, ông ấy chỉ thừa hành những gì mà ông Tập Cận Bình chỉ đạo, cho dù thời gian đầu, có lẽ là 5 năm đầu, có nhiều tự do hơn, nhưng cá nhân tôi cho rằng di sản lớn nhất của ông Lý Khắc Cường là đã cố gắng đảm bảo sự nối tiếp của di sản Đặng Tiểu Bình, sự độc lập của khu vực tư nhân và tôn trọng hơn nữa các quy luật vận hành của nền kinh tế thị trường. Trung Quốc đã đạt được thành tựu kinh tế và cả chống đói nghèo nhờ hai di sản này. 10 năm tới thế nào, chúng ta sẽ cùng quay lại đánh giá. Tổng hợp từ nghiên cứu quốc tế và bài viết của tiến sĩ Phạm Sĩ Thành. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.